Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chào mừng anh em đến với kênh của Dũng Jupiter nha. Thì hôm nay liên tục Dũng sẽ chia sẻ cho anh em về một số cái hình ảnh của một số anh em. Họ thật sự họ đâm mê xe và họ đã tân trang và cũng như là dọn lại cho chiếc xe của họ. Hay Dũng sẽ chia sẻ cho anh em đó là cái dòng mà của hãng Suzuki anh em. Đó là dòng Sachiya 150 nha. Thì nó đã được một anh bạn họ đã cực kỳ yêu thích xe và cũng như là dọn lại để cho chiếc xe cực kỳ đẹp, và Dũng muốn chia sẻ cho anh em trong video này để nhiều anh em sử dụng cái dòng này có thể tham khảo và có thể là ngắm nhìn trong video này nha. Thì mà anh em vào luôn. Ok,